Mến chào tất cả các bà con đang xem kênh. Hôm nay em tiếp tục giao lưu với bà con một số cây bonsai gồm có linh sam, chiếu thủy, với nguyệt quế nha bà con, với mấy cây lộc vừng, cây sam trái. Đó. Đây, em ở khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ha. Đó, được một cây khế nha bà con. Đây mã đầu tiên ha. Đầu tiên là một cây nguyệt quế ha bà con, nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. À, số điện thoại giao lưu của em là 0939442212 ha, số này Zalo ha. Cái này em quay clip em gửi trên kênh phát, có gì không gõ các bà con kết bạn Zalo, em gửi hình thêm ha. Được mấy cây me nữa ha bà con. Đó. Đây, mã số 1 là một cây nguyệt quế ha, chiều cao là 74, chiều dài 83 ha bà con. Vành nó là 24 ha. Đó, cây này thành cái này có thể là tạm thành phẩm rồi ha, cái này dây đồ mình tháo ra hết rồi, này tàn cũng rất mịn rồi, này lá sắn bông chùm ha bà con, cây rất già cây à, quanh là 24 ha, đây đế đều đẹp bốn mặt ha, đó, đó dàn đế rất đẹp ha bà con, đây dàn xương cạnh ở đây, tháo dây ra hết rồi. Đó. Mã số 1 này em giao lưu với bà con là 2 triệu 600 ngàn ha. Em bao ship toàn quốc ha bà con. Cây phơm tán ấm mịn hết rồi. Cái này cũng hơi nặng ha. Rồi đổi cây. Tổng cái hoành đế này chắc cỡ 6, 670 ha bà con. Tiếp tục mã số 2 là một cây khế chua ghép khế nhật ha bà con. Đó. Cây này rất lớn, cây này rất nặng ha. Cây này em bó bầu em không có mà xếp chậu được ha bà con, xếp chậu là bể chậu ha. Đây gốc đế rất quái luôn, phơm tàn rất mịn nè ha, cây đang lên bông lên trái luôn đó. Mã số 2B ha bà con, bữa nay là 2B ha, chiều cao là 66, chiều dài tán là 90 và cái hoành là 48 ha, hoành cũ là 84 đó. Đó, cái đế rất đẹp ha. Đây. Bệ đế. Này thuần chậu ha, cốt cành cũng lớn rồi. Đó, cái đế rất đẹp ha. Đây, cái cốt cành rất lớn nha bà con. Cái này ghép chắc khoảng gần 2 năm rồi ha. Rồi cây này em giao lưu với bà con là giá 3 triệu 600 ngàn đồng. Em bao ship toàn quốc ha. Một cây khế chua ghép khế nhật ha bà con. Phơm tán rất mịn. Cốt cành lớn, đế đẹp ha. Dáng thú luôn. Rồi. Tiếp tục mã số 3B là một cây sam trái nha bà con. Sam trái dáng thác đổ ha. Đây, cây rất đẹp luôn. Tán rất dày mịn rồi ha. Là sam trái nha bà con. Đó, chiều cao nó là 39 nha bà con. Tổng cái chiều đổ từ đỉnh xuống là 79 ha. Đó, này cũng đang lên bông lấy gái này, vì mình cuốn cái chỗ lên mịn là lên bông ha bà con. Bàn rất ấm mịn rồi. Đây, từ đây từ đỉnh xuống tới đây là 79 ha. Cái hoành nó là 13 ha bà con. Đó. Nó có một miếng vết thẹo ha. Cốt nó cũng lớn này, nuôi cũng rất lâu ha bà con. Mới được như vậy ha. Đó, đế nó thì đế nơm. Đây. Dàn xương thân nó đây ha. Cốt này bự tay cái nha bà con. Rồi, cây này em giao lưu với bà con là 4 triệu 300 ngàn đồng. Em bao ship toàn quốc nha bà con. Một cây sam trái mã số 3B ha. Số 4B là một cây khế ha. Cây khế chua ghép khế nhật nữa ha. Cao là 36, dài 46 và hoành là 25 ha. Cây này giá chỉ 600 thôi. Cây này đang lên bông ha. Dòng khế này đi có thể là dễ rụng lá nha bà con. Đi tới nơi có thể là rụng chuỗi lá, nhưng mà mình chỉ cần tưới nước rồi dưỡng dưỡng nó vài bữa lên lá lại bình thường, lên bông luôn.
Rồi 600 ngàn em bao ship toàn quốc đó. Bà con lưu ý là cây khế đi được rụng lá ha bà con. Đó. Tiếp tục mã số 5B là một cây chiếu thủy chung nô ha, cao 25, tán dài 36 và cái hoành là 18 nha. Đây cây này phơm tàn rất mịn rất đẹp ha. Đó, cây này giá chỉ 550 theo bà con. Cái này bông nở có thể đi nó rụng ha. Đó, mấy bông búp búp thì tới nơi nó còn chắc nở lai gai lên, rồi mình cuôn tàn lại mình xử lý bông tết ha bà con. Đó, để thì rất đẹp luôn. 550 ngàn, đó em đâu hoành ngay chỗ đó đó ha. Đây chỗ này bị tát miếng giả đang kéo nhưng mà rất là cứng ha. Rồi, đổi cây. Mã 6B cũng 550 ha bà con, cao 30, dài 42, hoành là 16 ha. Cũng đồng giá là 550, cái lô này nuôi khoảng 1 năm hoài ha, cốt cành cũng rất lớn rồi. Tán nó rất mịn rồi. Đây, nó ăn dây xiết chưa, về có thể ra Tết cái mình mở dây được rồi. À, chiếu thủy này lên bông thì cái mùi nó thoang thoảng nó rất dễ chịu ha. Rồi 550 em bao ship toàn quốc ha bà con. Tiếp tục mã số 7B cũng 550 luôn. Cao 26, dài 38, hoành là 22 ha. Đó. Dòng này thì cũng được ưa chuộng lắm ha bà con. Chiếu thủy chung nu. Đó, đây nó có một cái lỗ này ha. Nó có thẹo này rồi em tính 500 thôi. Nó bị lỗ một tí rồi. Em bao ship toàn quốc ha bà con. Cây mã số 7B ha. Rồi, đổi cây. 8B 550 ngàn ha. Cao 30, dài 40 và hoành nó 17 ha. Cái lô này đồng giá 550 không ha bà con. Cây nào có lỗi hay là cái gì em mới giảm xuống 50 ha. Đây. Cây bông đang lên ha. Đó. Gốc rất nở nha bà con. Về mình có thể chỉnh sửa theo cái ý thích của mình, có thể cắt tỉa bớt. Cái này cũng dư nhánh rồi ha. Đó, cao 30, dài 40, hoành nó là 17 ha. Rồi, 550 ngàn em bao ship toàn quốc. Số 9B cao 28, dài 39 và hoành nó 13 ha, 500 ngàn ha bà con. Cây này hơi nhỏ, tính giá hơi nhỏ ha. Nhưng mà phơm tán nó cũng rất mịn ấm rồi. Về mình có thể cây này có thể chỉnh sửa bỏ bớt nhánh ha. Để cho nó thoáng lại ha. Đế thì nở đều. 500 ngàn em bao ship toàn quốc ha. Rồi đổi cây. Mã số 10B, 10B cũng 500 ngàn ha bà con. Mắt khách chi ha, cao 28, dài 39 và hoành 20 ha. Đó, phơm tàn cũng rất ấm đều rồi. Này ha, vô mùa này mình để bông nó là mình cuôn tàn cho nó sát lại bà con. Cuôn nó vô sâu sâu gì nè ha, bỏ mấy cái đọt này hết. Sâu sâu nó thấy còn vàng xương không. Đó, rồi bắt đầu mình để tự nhiên nó lên bông ha. Tháng này là tháng bông của nó. Đó là mình để bông ngay Tết rồi đó. 28 là chiều cao, đó, 39 là chiều ngang ha, hoành 22. Rồi cái này có giá là 500 ha bà con, bao ship toàn quốc. 11B 550 ngàn, cây này cũ rất nở đẹp ha. Cao 26, chiều dài 30 và hoành 20. À. Cái này cũng gần hết bông ha. Vậy mình xử lý cuôn lại ha bà con, mình ép chậu lại nhỏ lại. Đó, mấy cây này thì rễ nó cứng bầu hết rồi. Gốc rất nở luôn. Rồi đó, giá là 550 ha, em bao ship toàn quốc. Đó, K26 dài 30 giờ hoành 20 ha, mã số 11B. 12B, đây cái này tông hơi cao một chút, cái này giá 400 ha bà con, cao 40, dài 39 giờ hoành là 13 ha. Đó. Bông chiếu thủy thì lên gọn cái nó trắng gì ha, cái này nó lên chỉ mới có khoảng 60% thôi. Mình mà cái này mình tuột lá hết mình cuôn lại á, sát lại bắt đầu nó lên 100% luôn là trắng cây hết. Đó. Cây này cũng già, rất già, nâu rất nâu rồi ha. Bên đây nó có một cái mặt cắt ha. Về mình xử lý đang cho nó liền lại ha bà con. Mình đục bỏ bớt. Mình xức keo vô cho nó liền thẹo lại. Rồi 400 ngàn em bao ship toàn quốc ha. Cây 14B là một cây sam đao điểm ha. Linh sam đao điểm bông màu tím rất đẹp ha. Cây này dạng nó lá nhỏ rồi bắt đầu bông nó thơm,
bông nó lâu tàn hơn loại những loại khác ha. Bông đa ưu điểm. Đây, cây này dáng lắc lượng rất đẹp. Cây này có thể mình lên chậu kiểu lại á. Cây cũng lên tiền theo ha bà con. Cao 40, dài 42 và hoành là 22 sát gốc ha bà con. Đó, một củ thu lũ rất là lớn ha. Gốc của nó đó. Tay chi bắt ra mâm hết rồi ha. Đó. Chưa giá bao nhiêu? Cây đó giá 750 ha bà con, em bao ship toàn quốc 14B ha. Tới 15B. Đó. Cây này giá 800, cây sam siêu bông ha bà con. Này ba nước dây rồi, cao 26, dài 40, hoành 17 và hoành cũ là 20 ha. Giá 400.000 ở 800.000 ha bà con. Em bao ship toàn quốc ha. Đây, cây này để bông thì mình ngắt nước nó. Lá này nó già lên ngắt nước nó, bắt đầu mình tưới nước, mình vô phân lại lên bông ha. 800.000 bao ship toàn quốc, mã số 15B ha. Đây, thân nó rất quái ha. Co quái rất đẹp. Rồi, đổi cây. Một cây đao điểm mã số 16B giá 700 ha bà con, cây tông cao rất đẹp. 40 là chiều cao, chiều dài tán là 45 và cái hoành là 13 ha. Ở dưới phần dưới còn cái củ cũng lớn ha. Này khoảng 10 ngày nữa là bắt đầu nó lên ba cái thực non nó là nó đẹp ha. Ấm mịn tàn lại. 700.000 ha bà con, dáng lông lắc lượng rất đẹp ha. Dạng cây dạng tông cao. Rồi, đổi cây. 17B giá 700 là một cây me chua ha bà con, cao 40, dài 55 ha. Đây, cây này đang lên tược non ha. Đây, lên tược non đều cái nhìn rất đẹp cây luôn, nó ấm lại. Đây, không chùm lùm bắt lại em cắt bỏ bớt cho nó gọn lại nè. Này một nước dây, hai nước dây ha bà con. Đó, hoành 14, hoành cũ là 34 ha, nguyên một củ đặc ha. Đây. Cái này là củ bình thường chứ không phải thẹo gì ha bà con. Đó. Rồi giá 700.000 em bao ship toàn quốc ha. Rồi đổi cây. 18B cũng 700 ha bà con, cao là 48, dài 48 tán ngang đó ha. Hoành 16 và hoành cũ là 24 ha. Đây cây này nó dư nhánh rất là nhiều, về mình có thể điểm thêm. Ăn cho nó mịn cái tàn lại. Đó, thân co quái rất lắc lượng. Củ cũng nở ha. Đó, giá 700 ha bà con, mã số 18B ha. Em bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi, đổi cây. 19B cũng là một cây me luôn, 750.000, cao là 46, dài 50 và hoành là 24 ha. Hoành cũ nó khoảng 28 ha bà con. Đó. Đây. Cái cũ nó rất đẹp ha. 19B này em giao lưu với bà con là giá 750 ha. Em bao ship toàn quốc. Rồi lên tiếp luôn đây. 21B không có cây 20 ha bà con. 500.000, cao là 36, chiều dài 38 và cái hoành nó là 10 ha. Đây cây này về mình cũng chỉnh sửa phơm tán lại cho nó mịn lại ha. Chi tay cũng lớn hết rồi. Đó, thân co quái rất là lắc lượng ha. Chỉ có 500.000 thôi, em bao ship toàn quốc. Cây này trước khi nó vô dây rồi nó còn dưới đất là nó có trái, từng có trái ha bà con. Rồi, đổi cây. 22B là một cây ổi ha, ổi tàu ha bà con. Cây này cũng mình để trái cũng vẫn được ha, cao 28, chiều dài 38 và cái hoành là 15 ha. Chàng đế cũng đều ha. Đây. Ổi tàu dáng trực ha bà con. Cây này khoảng 10 bữa nửa tháng nữa vàng đọt mới nó lên cái bắt đầu là rất là mịn cây luôn. Đó, này mới ấm ấm thôi. 500.000 em bao ship toàn quốc ha. Đây, đế nó đây. Hoành là 15 ha bà con. Sát gốc ha. Rồi, đổi cây. 23B là một cái ổi luôn, cũng 500, cao là 25, chiều dài là 39, cái hoành là 14 ha. Cái này dáng rất có duyên ha. Phơm tán cũng rất đẹp luôn. Đó. 500.000 ha bà con, em bao ship toàn quốc ha. Nè, đang lên trái nữa nè ha.
Đó, bông nở ra trái đó ha. Đó, rồi đổi cây. Lộc dừng mã số 24, 400 ngàn thôi bà con. Cao 35, dài 30, giờ hoành cũ là 22 ha. Hoành nó chắc ngón chân cái, chắc cỡ 10 ha. Đó, cái này về có thể mình vô dây thêm ha bà con. Về vô theo ý thích mình ha. Cái này mới chỉ vô có 1 cộng thôi. Giá 400 ngàn, em bao ship toàn quốc ha bà con. Một củ lộc dừng ha. Rất quái rồi, đổi. 25 cũng đồng giá 400 ha, cao 35, dài 30. Hoành là 11 ha, 11 12 vậy đó. Đây. Cũng đang vô dây ha bà con. Này dạng củ quái à. 400 ngàn em bao ship toàn quốc ha. Rồi, đổi cây. 26B cũng 400 luôn ha. Cao 35, dài 32. Đó, hoành đế tổng nó là 22 ha, ba cái khổng đế đó ha. Thân nó khoảng 9 10 ha bà con. Đó, nó ăn dây hết rồi. Thì về mở mấy cọng dây trắng trắng ra là ăn rồi đó, ăn dây rồi đó. Củ rất là quái luôn. Đó. Rồi, đổi cây. 27B, 27B là 400 luôn ha, cao 329, dài 35. Đó, cái hoành là 9 ha. Tổng hoành đế dưới khoảng mười mấy 20 gì. Đây. Lộc dừng, lá nhỏ. Đây, mã số này có giá là 400 ngàn mã 27B ha bà con. Đó. Rồi. Đây, tới phần gần cuối clip em có một số đun voi với chậu đồ giao lưu với bà con ha. Đây là voi, cặp voi tiếp tục cặp voi. Mã số 28B. Đây, cặp này có giá là 1 triệu 8 nha bà con. Đó. Đo lấy thước đo chưa? Chưa đo. Cho hơi biết đo đi. Thôi bây giờ mình nghe. Đo chiều cao lên, tổng chiều cao là nhiêu? 40. Cao là 40 ha bà con. Ngang là 50. Ngang là 50, 52 ha. Đó. Cặp voi này tím tím, xanh xanh tím tím ha bà con. Đây, rất là sắc nét luôn. Voi này voi biên hòa mới ha. Voi này ngỗng dòi ha. Bây giờ nó ngỗng lên. Đó. Cái này gần Tết cái mình mua về mình trang trí cho mấy cái chậu cảnh của mình để cho nhà rồi nhìn rất đẹp ha. Đây, một cặp như vậy ha. Đó. Một cặp em giao luôn cặp giá chỉ 1 triệu 8 ha, em bao ship toàn quốc. Đây ngang này là 17 10 15 ha bà con, còn đây là 17 ha. Đó. Rồi, đổi cây, đổi đô. Rồi, tiếp tục đây là trắng xanh ha, cặp này cũng rất đẹp luôn. Đó. Chiều dài nó khoảng 52, cao khoảng 40 ha. Cái này toàn bộ lành tích hết nè bà con. Cái này là voi mới ha. Đó. Cặp như gì thì chỉ có giá là 1 triệu 8 thôi. Em bao ship toàn quốc ha bà con. Nhìn mấy con voi này rất có hồn ha. Đây, con voi này thì cái giòi nó đưa xuống. Đó. Cặp này nó cũng một cỡ nhau ha bà con. À, đôn mặt đôn danh thì 17 19 ha. Ở dưới thì chiều cái dài nó khoảng 52 từ cái đuôi nó tới mặt trước này nó cao này khoảng 40. Đó. Tổng quanh bụng ngang nó khoảng 80 mấy ha bà con. Đó. Cặp 29 giá là 1 triệu 800 ngàn em bao ship toàn quốc ha. Rồi cặp 30 đó em được một cặp chậu ha. Đây em còn được cặp nữa ha, tiếp tục giao lưu với bà con là 600 ngàn 30B ha bà con. Cái cao nó là nó khoảng 7 thôi ha. Cái phủ bì nó luôn là 33, còn lọt lòng nó 30 ha. Đây, chậu này là chậu bát tràng ha bà con, gốm bát tràng. Đây, chậu trái bần ha. Nhìn rất có duyên cái chậu ha. Đây, chân nó mình để nguyên cái này hợp mấy cái cây dáng trực ha bà con. Ơi cặp này cũng là cuối clip đó, 600 ngàn ha bà con. Đó. Rồi cuối clip Dường Kiển Bình An cũng mến chào bà con và chân thành cảm ơn bà con đã ủng hộ những clip vừa qua, rất mong được sự ủng hộ những clip kế tiếp, chân thành cảm ơn ạ.